Anh ơi! Máy giặt Casper thế hệ mới EcoWash tiết kiệm bền bỉ 20 năm. Xin mời các bạn trở lại với sân vận động đấy ở thủ đô Hà Nội để tiếp tục theo dõi trận đấu ở vòng đấu thứ nhất của Naipop V-League 2023-2024, trận đấu giữa Công an Hà Nội, đội đương kim vô địch quốc gia và Quy Nhơn Bình Định. Junior số 11 Lê Phạm Thành Long, số 16 Bùi Tiến Dụng, số 17 Vũ Văn Thanh, số 26 Hà Văn Phương, số 68 Bùi Hoàng Việt Anh, số 70 Rafael Sasset và số 94 Giovanni Magno. Huấn luyện trưởng của Công an Hà Nội là ông Trần Tiến Đại. Bên phía đội khách Quy Nhơn Bình Định trong trận đấu này, họ chơi với đội hình gồm có số 1 thủ môn Đặng Văn Lâm, số 3 Mark Long De Almeida, số 6 Đỗ Thanh Thịnh, số 10 De Melo, số 14 Đỗ Văn Thuận, số 17 Lê Ngọc Bảo, số 19 Adriano Smith, số 23 Cao Văn Triền, số 72 Alan Sebastian Alexander, 88 Phạm Văn Thành và số 94 Trịnh Đức Lợi. Huấn luyện viên trưởng của Quy Nhơn Bình Định là ông Bùi Đoàn Quang Huy. Và trận lũ lượt về trên sân Quy Nhơn, Công an Hà Nội cũng là người có được chiến thắng. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu đó thuộc về Hồ Tấn Tài, một người gốc Bình Định. Như vậy là trận đấu giữa Công an Hà Nội và Quy Nhơn Bình Định đã được bắt đầu. Hà Văn Phương, Giovanni Magno, được chuyền vào, nguy hiểm. Đặng Văn Lâm vừa cứu thua. Pha bóng vào có thể nói là cực kỳ lợi hại của Giovanni. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Giovanni ở V-League sau một quãng thời gian rất dài phải nghỉ vì chấn thương. Văn Thuận, cú dứt điểm. Pha sút bóng đầu tiên trong trận đấu này của đội khách Quy Nhơn Bình Định và đó là cú dứt điểm của Leonardo De Melo. Đang có những pha bóng có thể nói là nhìn thấy rất nguy hiểm. Thêm một cú đá nữa của De Melo. Những pha chơi bóng có thể nói là khá hứng khởi của đội khách Quy Nhơn Bình Định. Ở tình huống dứt điểm thứ hai trong trận đấu này thì De Melo đã sửa trái bóng về phía góc xa. Bóng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Philip Nguyễn. Quả phạt góc bên phía cánh phải cho đội khách Quy Nhơn Bình Định. Đánh đầu. Pha dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng tình huống dứt điểm đó không phải là một pha bóng đủ tốt để có thể đánh bại được Đặng Văn Lâm. Pha tổ chức đá phạt góc tương đối hay của Công an Hà Nội với quả treo bóng của Lê Phạm Thành Long. Quả treo bóng của Vũ Văn Thanh đã có lỗi đối với thủ môn Đặng Văn Lâm. Bùi Hoàng Việt Anh đã băng vào rất quyết liệt và đó là một pha phạm lỗi của trung vệ người ở mùa giải trước còn thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội. Đánh đầu chuyền bóng, dứt điểm, không vào, cú đá bằng chân phải của Giovanni. Người chạm bóng trước đó trong vòng cấm của Quy Nhơn Bình Định là Hồ Tấn Tài. Và bằng chân không thuận của mình, Giovanni đã đe dọa khung thành của Đặng Văn Lâm thêm một lần nữa. Quả đá phạt góc của Cao Văn Triền, vuốt bóng, cú ghi bóng từ xa không thành công của Văn Thuận. Khoảng trống trước mặt, không có lối biên vị, dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho Quy Nhơn Bình Định. Đó là pha ghi bàn mở điểm của De Melo. Bẫy việt vị của Công an Hà Nội đã không được sử dụng một cách đúng lúc, một cách chính xác. Và cuối cùng thì người dứt điểm
nhiều nhất kể từ đầu trận. The Melo, tân binh của Quy Nhơn Bình Định, đã làm tung lưới Philip Nguyễn bằng một pha sửa bóng không thể cản phá. Tuyến giữa của Công an Hà Nội đã không tạo ra được một sự tranh chấp hợp lý. Và khi Alan ở vào thế thuận lợi để thực hiện đường truyền thì mọi chuyện có thể nói là không thể chống đỡ với hàng thủ của đội chủ nhà. Thậm chí trận đấu đầu mùa năm ngoái làm trận đấu với tỷ số 5-0. Không được. Nỗ lực là của Hồ Tấn Tài. Và để cân bằng giữa những ông chủ này, rõ ràng cần phải có một sự tổ chức tốt hơn. Và dứt điểm rất nguy hiểm, thiếu chút nữa thì tỷ số được cân bằng. Cú đá phạt góc của Vũ Văn Thành, và phía trong Kiều Văn Đề là người đã kết thúc. Đường truyền đến chân của De Melo. Trống góc, dứt điểm, không vào. Cú đá góc hẹp của Văn Thuận. Đây là Alan. Dứt điểm ở góc không thuận lợi. Tất nhiên ở góc sút như vừa rồi thì để thắng được Philip Nguyễn là điều không đơn giản. Nhưng ở bên ngoài sân, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn dành cho Alan với những tràng vỗ tay tán thưởng. Vì rõ ràng đó là một sự sẵn sàng để uy hiếp cùng thành đối phương. Một lối chơi độc lập. Alan không vào. Nhịp chơi, nhịp phản công của Quy Nhơn Bình Định là rất sắc bén. Chỉ có cú đá cuối cùng của họ là không đủ tốt mà thôi. Đảm bảo được sự an toàn của khung thành đội nhà. Dường như đã có lỗi vị. De Melo đang dẫn bóng lên. Lưới của Công an Hà Nội đã rung lên thêm một lần nữa. Ký hiệu báo việt vị không xuất hiện từ trợ lý trọng tài thứ hai, đó là ông Đặng Thế Vinh. Và nếu như chúng ta còn có một chút băn khoăn thì chúng ta sẽ có sự tham gia của tổ trọng tài pha. Và vấn đề là trên sân lúc này, các cầu thủ Quy Nhơn Bình Định đang có cơ hội để ăn mừng. Họ hoàn toàn có thể có một khoảng cách lớn hơn, đảm bảo rõ ràng hơn một chiến thắng ngay trên sân hàng đẫy của Công an Hà Nội. Và như vậy là trọng tài đã xác định rằng đã có lỗi việt vị trong tình huống phối hợp tấn công vừa rồi của Quy Nhơn Bình Định. Người chuyền bóng vào là Trần Văn Trung. Đánh đầu. Dứt điểm. Không vào, bóng đã nằm lại trong đôi tay của Đặng Văn Lâm. Cú đá cuối cùng là của Trương Văn Thiết. Hoàng Văn Toàn, Trần Văn Trung dẫn bóng lên, đánh đầu, tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với đội chủ nhà Công an Hà Nội. Đó là pha ghi bàn của tân binh Junior. Mọi áp lực có lẽ cũng đã được giải tỏa sau tình huống ghi bàn vừa rồi. Sau một quãng thời gian có thể nói là rất dài chơi bế tắc thì đội chủ nhà áo đỏ cũng đã tìm thấy được bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Họ đã khai thác được khoảng trống bên phía cánh trái và cầu thủ đã vào sân từ ghế dự bị. Trần Văn Trung đã thực hiện một quả lật có thể nói là rất đẹp, giúp cho Junior chiếm lĩnh được khoảng trống và ghi bàn gỡ hòa. Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã cất lên. Trận đấu mở màn mùa giải mới 2023-2024 trên sân hàng đẫy giữa Công an Hà Nội và Quy Nhơn Bình Định đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Một trận đấu đầy nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Công Huy, và họ là những người đã dẫn trước trong một quãng thời gian tương đối dài ở trận đấu này nhờ bàn thắng mở tỷ số của Leo Arthur De Melo. Và trong hiệp thi đấu thứ hai, cho dù chơi với một thế trận có thể nói là tương đối nhiều sự bế tắc,
Công an Hà Nội vẫn tìm được bàn gỡ với tình huống đánh đầu ghi bàn của Junior. Chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch của Công an Hà Nội đã bị đặt trước một thách thức bởi những đối thủ, và đội bóng đầu tiên lấy được điểm của Công an Hà Nội là Quy Nhơn Bình Định. Cả hai bàn thắng của hai đội trong trận đấu này đều được thực hiện bởi những cầu thủ ngoại. Nó giống với những gì mà cả hai đội đã từng có trong trận đấu mở màn của mùa giải 2023, đều là những bàn thắng của cầu thủ ngoại. Chỉ có điều lần này thì nó đã được chia đều cho cả hai bên. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định trong khuôn khổ vòng đấu thứ nhất của Knight Cup V-League 2023-2024 xin được dừng lại ở đây. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.